Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Dân Miền Tây Vlog. Hôm nay mình sẽ làm chủ đề diều nha mọi người. Tiếp tục diều. Á diều bằng cây cần câu máy này. Đúng rồi. Mình câu cá mập luôn. Ok luôn. Ok mọi người, đi theo mình nha. Nước mặn cá mập lên nhiều lắm mọi người ơi. Cá mập biển luôn. Cá mập biển luôn. Đi luôn mọi người ơi. Let's go. Bây giờ tụi mình đi thả diều bằng cần câu nha mọi người. Bây giờ tụi mình sẽ khui diều nha mọi người ơi. Con diều này là mình phải chạy lên tít ở trên Hà Nội mua mọi người. Ở đây toàn diều nhỏ không à. Diều này mình mua với giá là 45k. Lúc dài diều mắc quá trời luôn. Còn con câu này là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái này cái heo mày. Cái này cá mập. Cá mập là anh trai của cá heo. Chung nó chung đồng họ cá heo đó, ghen vậy đó, bự bự vậy đó. Má con cá mập này mà nó cắn cá heo một cái nữa, cá heo đéo dám cắn lại cá mập. Mình đã khui xong diều và thanh vỏ mình tem năm cờ già cờ gió gì đó. Tem 5 giờ đây chuẩn bị cây cần câu để tụi mình thả diều. Câu cá bao có luôn. Câu cá luôn, câu đâu nè? Trong này luôn, dưới bè nè. Câu luôn. Hay luôn. Rồi bảo có phao không? Có phải lâu mặt gì? Bè nào? Bè nè. Bè nào? Ở ngoài tên bờ gì? Ok. Ai cho ông thôi hả này xong mới lẹ đi rồi đi câu luôn đi. Con cái gì con kìa đây cho con kịp. Không kịp. Thì bắt cá lồng tông đi. Cá lồng tông chi? Thì bắt gài cái lồng mẹ rồi đi. Mua lưới làm liền luôn à. Nó làm liền luôn à. Không. Rồi giờ mấy mình đi thả nha. Rồi thả luôn nè. Rồi thả luôn đi. Rồi giờ thả luôn nè mọi người. Có nó lục nội bộ rồi. Rồi chuẩn bị thả này nha. Rồi bây giờ tụi mình đi thả nha. Trời giờ mát rượi quá đẹp rồi. Thanh niên này đeo hồi lùi mà sợ đen mọi người ơi. Đen như miên à. Hay gọi tắt là đen như cái mực á. Đen như trâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi theo dấu chân của Nhật đẹp trai mình thả nhiều này nha. Rồi như vậy nè, lên nè. Rồi lên luôn nè. Rồi trời lên mà còn câu quá dễ ơi. Nhiều này quá vui mọi người. Trời còn câu ở dưới Nhật kìa. Đó nhiều vẫn lên bình thường. Trời gì đâu. Đơn giản. Thả này là còn nhanh hơn so với thả bằng tay nữa mọi người. Quấn nhanh nữa. Giờ mình sẽ xuống tiếp cận cua đẹp trai của mình nha. Bây giờ mình coi cô đẹp trai mình sẽ thả nhiều đi như thế nào. Đó, ôi còn câu gì đã quá. Từ từ nào. Đi nhanh quá chết luôn. Đứng em chỗ cũng được nữa. Bởi vậy. Kệ cùng lắm rớt nhiều bỏ luôn, có đâu. Nè giờ nhìn mọi người nhìn cô đẹp trai mình nè, thả bằng câu rồi. Lần đầu tiên thả bằng câu. Khỏi phải khỏi quấn dây. Hồi quấn dây mình quấn lại lâu không? Mau lắm. Vậy hả? Quay không à. Ồ, vậy khỏe rồi. Còn con máy nha mọi người. Ai mọi người ai đi câu cá chắc cũng biết cần câu máy này là hoạt động rất là linh hoạt. Trời nhìn gì thấy nặng dữ vậy. Rất là nặng. Đây mọi người đang chiêm ngưỡng là cô của mình đang giật một con cá mập. Cá mập đang bay lơ lửng trên không. Đây là con cá mập của tụi mình nè. Thấy chưa? Là chạy bằng cần câu máy luôn á. Đấy, giật nó. Giật nó đi coi chừng. Giật nó đi, coi chừng gãy cần á. Ôi trời. Không biết cá mập này giật nổi hay không mọi người ơi. Đây cô đẹp trai của mình đang giật nè. Đây cần câu nè mọi người. Có cái mập mình đang còn ở trên cao quá trời cao rồi. Không biết là có giật nổi con cá mập này hạ cánh an toàn hay không. Trời cần câu giật cực quá mọi người ơi. Công câu luôn rồi mà cá mập nó nặng quá trời kìa. Cá mập 20 tấn. Trời cái mập này chắc 50 tấn rồi chứ 20 gì. Quá trời mọi người ơi. Trời cần câu giật trời công câu luôn nè. Vậy là chết rồi. Quá nặng. Cố lên. Giật nổi cái mập này không? Xíu nữa. Trời ơi. Mọi người thấy là tụi mình giật quá trời giật luôn mà con cá mập mình vẫn chưa chịu phúc phục. Vẫn còn trên cao rất là nhiều. Giật muốn gãy cần luôn rồi.
bây giờ nãy giờ mình chơi bắt nhử cá mập này xong rồi, giờ tụi mình sẽ quấn dây nha, thu dây lại nha mọi người. Mình sẽ bắt cá mập này luôn cho mọi người coi nè. Giờ cô mình đang chuẩn bị thu dây nè, thu bằng cần câu máy cho nên rất là nhanh. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cái chừng hồi đứt dây nha. Cá mập này bự quá mọi người ơi. Rồi tụi mình kết thúc clip đây nha mọi người. Mình đã câu được câu cá mập khá to và khá bự. Thật ra là mình đã thực hiện xong thử thách là mình thả diều bằng cần câu. Rất cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ tụi mình, mặc dù clip không dài như clip mọi khi thì sẽ đỡ gây nhàm chán cho mọi người. Hãy ủng hộ team mình bằng cách like và đăng ký kênh bên dưới nha mọi người. Chia sẻ video với mình cũng được. Và hẹn gặp lại mọi người vào video ngày mai nha. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại clip mọi người.